Xin chào các bạn. Các bạn có biết vì sao viêm họng hạc lại xảy ra ở các độ tuổi và vì sao lại bị bệnh viêm họng hạc? Hôm nay Ngân sẽ nói về nguyên nhân của bệnh viêm họng hạc. Viêm họng hạc mãn tính có 3 dạng: viêm họng hạc mãn tính xuất tiết, viêm họng hạc mãn tính sơ teo và viêm họng hạc mãn tính quá phát. Viêm họng hạc mãn tính quá phát sẽ biến thành viêm họng hạc. Khi bị viêm họng hạc kéo dài, các lympho bào này phải làm việc liên tục trong một thời gian dài và ngày càng to ra, trở thành các hạt. Các hạt này luôn luôn bị kích thích làm cho người bệnh rất khó chịu như nuốt vướng. Đôi lúc có cảm giác như nuốt vướng phải một sợi tóc và ngứa họng liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, trừ khi đi ngủ. Do hít phải các chất độc hại có tính chất thường xuyên như bụi đường, bụi công nghiệp, trong đó có các chất độc hại hóa học, chất hữu cơ và các chất độc hại khác. Do nghiện thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc, trong gia đình có người hút thuốc phà ra. Do khói bụi trong sinh hoạt hàng ngày như khói bếp, khí các lò than. Một số bệnh như trầm dạ dày, thực quản, bệnh dị ứng cũng có thể làm cho bệnh viêm họng hạc nặng thêm. Cổ họng đau và ngứa rát, ho khan, ho có đờm, niêm mạc họng bị sưng tấy đỏ, thành họng nổi hạt, cổ họng bị sưng hạt và sốt cao. Bệnh viêm họng hạc nếu không được trị, bệnh sẽ diễn biến dẫn đến tới bị ung thư vòm họng rất nguy hiểm đến tính mạng. Và hôm nay Ngân xin giới thiệu đến các bạn tinh dầu răng miệng giả thảo liên. Đây là tinh dầu răng miệng giả thảo liên nha cả nhà. Thì cái loại tinh dầu răng miệng giả thảo liên này là đặc trị bệnh viêm họng hạc và viêm amidan mãn tính. Với sự kết hợp của 20 loại thảo dược tự nhiên được bào chế dưới dạng tinh dầu nên đã loại bỏ hết các tạp chất có hại cho sức khỏe. Đảm bảo 100% là tinh chất theo quy chuẩn tỷ lệ vàng, gồm tinh dầu trầu không, cao, thiên nhu, trà xanh, diếp cá, gạc hà, xạ hương quế, thiên niên kiện, vân vân. Thì những thảo dược này phát huy công dụng tối đa giúp chữa viêm họng hạc mãn tính. Sản phẩm được bào chế thành dạng tinh dầu, dễ sử dụng, chỉ cần nhỏ một giọt vào miệng ngậm và nuốt từ từ cho tinh dầu thấm thấu vào bên trong. Bài thuốc an toàn dùng được cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn, người già không hề có tác dụng phụ, đặc biệt an toàn cho phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú. Thì cả nhà mình có nhu cầu về điều trị căn bệnh này thì cả nhà liên hệ với mình qua Zalo để được tư vấn và hiểu thêm về cái loại tinh dầu này nhé cả nhà. Mình chào, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha.